Mục xã dừng lại một chút giống như là đang suy nghĩ một lát sau. Vũ Lân, người cần trước hết tết là hướng chúng ta chứng minh thân phận của người. Tại qua phương tử vong danh sách trên bên người, người là trên bảng lối danh. Đường Phú Lân lại nói, đương nhiên ngài nói đi chứng minh như thế nào. Mục xã nói, ngươi bây giờ đoán tảng cấp bậc là tầng thứ gì rồi. Đường phố Lân nói, thánh tượng cấp, lần trước tại thiên đấu thành đi theo ngài vào lão sư học tập, đoán thời gian này mới là vừa tăng lên. Đồng thời theo ngày học tập, bản thể lực lượng rất khó khống chế Chính xác đến mỗi một đầu cơ bắp Ngài sẽ ta mà nói Lúc nào ta có thể đối với thân thể của chính mình khống chế rất nhỏ đến tế bào chính đố Như vậy, bản thể tổng bí pháp coi như là tù thánh Sao? Mục ra giống như thở dài một hơi được rồi, ta cũng hướng người chứng minh thân phận của ta. Lúc trước, trước khi đến tình là đế quốc thời điểm đó, 49 ngày sơ bộ tù liên để cho ngươi để xuống cơ sở vững chắc. Đường phố lần khóe miệng thoáng quả quát lại một cái. Lão Dương nghe nói cho ta biết địa chỉ đi Chúng ta sẽ cố gắng hết sức màu đi tới Được Mục giá nói cho đường vô lần biết một cái địa chỉ cùng đi trước đi bộ cắt đứt thông tin đường vô lân rõ ràng nhẹ nhàng thở xa trước mắt hắn có thể nghĩ tới đáng ra tiến nhiệm nhất mấy vị này dĩ nhiên chính là hắn mấy vị lão sơ của với sư bá rồi mộ thần lão sơ vốn là tại sử lê khắc thánh hiện tại không rõ sống chết như vậy thì hắn đầu tiên nghĩ đến có thể liên lạc chính là mục xã của với chấn hoa dập máy cùng với truyền tin của mục xã về sau đó hắn lập tương tại phát ra một cái mã số tạo truyền ra cái số này thờ điểm tay của hắn là hơi có một chút xuân sấy tiếng chuông vang lên trọn vẹn lúc này bốn năm âm thanh vẫn không có người chuyển động tâm tư của đường vũ lân lúc này không khỏi chìm vào đáy cốc ngay tại hắn chuẩn bị cắt đứt thông tin thời điểm đó thông tin đột nhiên tiếp thông ai bên kia truyền tới một có chữ âm thanh trầm thấp khàn khàn nghe được âm thanh này đường vũ lân toàn thân kịch chấn rốt cuộc không chế không nổi tâm tình của chính mình thanh âm lập tức trở lên nghẹn ngào lão sứ vũ lân ở bên kia âm thanh lập tức sắc cao rào quãng tám Vũ Lân, ngươi còn sống, ngươi, ngươi đang ở đâu? Âm thanh to lớn liền đường Vũ Lân chung quanh cùng bạn bè đều có thể nghe được. Đúng vậy, âm thanh này thuộc về mộ thần, chính thương dẫn theo đường Vũ Lân tại đoán tạo trong thế giới đi đến tiến bộ sáng từ sáng một đời thánh tướng. Lão sư là ta, ta còn sống, ta trốn ra được, một lời khó là hết, ngày khá tốt liền thật tốt quá, ngay ở đâu? Khi thức của mộ thần rõ sáng vô cùng kích động, tiếng xít thở ồ ồ kéo dài ước chừng là mấy giây về sau, hắn mới miễn cưng bình phục trở lại tâm tình của chính mình ta tại thiên đấu thành vốn là tới tìm người của với sư bá đấy nhưng mà thiên đấu thành đoán thao sư hiệp hội này tổng bộ hôm trước mới vừa bị tập kích người sư bá mất tích rồi hiện tại tổng bộ bên này cũng là hỗn loạn tương bừng ta ngồi ở nơi này chấn đại cục bất quá người không được qua đấy bây giờ nơi nào cũng không thể nào bảo đảm an toàn chúng ta bên này sắp xếp ra hãy nói trước người tìm địa phương ẩn lúc đi không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi ngươi yên tâm đi, ta cùng với ngươi sư tỷ cũng không có việc gì. Lúc trước ta mang theo nàng quay trở về Đông Hải Thành, vừa vặn tránh thoát xa cái này trước kiếp lãng. Cuối cùng là có một chút tin tức tốt. Đường Vô Lâm thật to nhẹ nhàng thở xa toàn bộ người đều buông lỏng ra vài phần. Cuối cùng thì đã có một tin tức tốt. Đường Vô Lâm thật sự nhẹ nhàng thở xa toàn bộ lúc này đều là buông lỏng vài phần. Được rồi lão sư, ngài cũng chú ý bảo trọng Dập máy thông tin, đường vũ lân miệng to thở hồn hén Hắn theo bản năng liền lại đi bấm ra một cái mã số Lại đi bên cạnh Diệp Tinh Lan thò tay ngăn cán Vũ lân bình tĩnh một chút Đường vũ lân chấn động trong lòng, ngừng tay lái, không thể nghi ngờ Hiện tại bọn hắn liên hệ càng nhiều người, bãi lộ khả năng lại càng lớn Buông bộ đàm cũng mới tắt máy Thật có lỗi, ta quá kích động Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại vô lận như thế nào, cẩn thận đều không quá cẩn thận Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xuất phát chúng ta trước đi tìm lão sư cùng với sư bá Nghỉ ngơi, đến lúc đó cũng mời ra thánh linh đấu la miệng hạ vì sư bá mà ta nhìn xem Có thể hay không giúp cho hắn chữa xả chỗ tốt thương thế Ác linh xâm nhập mà nói, thánh linh đấu la hẳn là am hiểu nhất đối phó đi một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người ăn xong điểm tâm nặng yên ra đi. Đường vũ Lân lúc này đường bùn tác chiến xả dưới tình huống bình thường là có thể chứa 8 người hiện tại thêm vào thánh linh đấu là nhã lý chính là chín người hơi có vẻ là chân trúc chỉ có thể là mấy cái gầy một chút lỡ tính ngồi ở tuốt ở phía sau một loạt trên đường đi tất cả mọi người rất là trầm mặc lần này đả kích đối với mỗi người mà nói thật sự là quá to lớn bọn hắn thậm chí không dám suy nghĩ những cái kia đã từng dạy bảo qua lão sư của bọn hắn cũng đã từng người một một chỗ đã học cùng với bạn bè may mắn bọn hắn ít nhất cũng còn có tinh thần trí chú với nhau người yêu cũng còn tại ở bên người chỉ có thánh linh đấu là nhã lị người ở trên xe ánh mắt đỏ đấn nhìn về phía ngoài cửa xe toàn bộ người đã hoàn toàn như là đã mất đi thôn phách chỉ có cổ nguyệt ngồi ở trên xe tỏ vẻ thập phần vui vẻ thỉnh thoảng mỉm cười với đường Vũ lần cưới ngọt ngào kêu lên một tiếng ba ba chỉ có thời điểm này ánh mắt của mọi người cổ quá nhìn về phía của đường vũ lần thời điểm đó bầu không khí mới nhẹ nhàng như vậy một chút tiến vào trong vùng núi về sau, con đường bắt đầu không dễ dàng đi như vậy. May mắn đường mòn tác chiến xa thực chí là danh quý, hầu như có thể đại tuyệt đại đa số trên đường tiến lên. Dù có ở phía xa xa ở trong xuân cốc này, nhất phiến thạch đầu này dựng vào trong thành phòng ốc xuất hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Nếu như không có mục xã trò kỹ càng đường nhỏ, muốn tìm được nơi này thật sự vất vả khó khăn. Làm cho đường vũ đơn chứng kiến đẩy cửa xa từ bên trong đi xa chính là mục xã lúc này vành mắt lập tức lửa đỏ lên đại nạn về sau nhìn thấy thần nhân cảm giác làm cho sức suýt chút nữa khống chế không nổi tâm tình của chính mình mục gia trường kiên hắn cùng với đồng giang kích đóng thân hình lóe lên đã đến trước mặt của đường vũ lân cho hắn một cái vòng tay lớn thật tốt quá ta còn tưởng rằng bàn thái tông nghìn nắm không gặp đệ tử ưu tú như vậy mà vẫn lạc may mắn người còn sống ngoại trừ nhã lị còn có mất đi trí nhớ bên ngoài cổ nguyệt những người khác tự nhiên đều nhận ra được mục xã nhao nhao tiến lên trên hành lễ được rồi, để vào nhà rồi nói sau. Cái mạnh này nhà đá, cho dù là từ bên trên vệ tinh nhìn lại, Đều bởi vì chung quanh thân núi rất giống như vậy mà quay về bị xem nhé. Mà khi bọn hắn đi vào trong nhà đá về sau, lại phát hiện ra có khoảng trời riêng. Nhà đá phía sau trực tiếp này tiến vào trong thân núi. Thân núi bên trong có tương đương không nhỏ không gian, chỉ là có mười mấy tên tù vi không kém hồn sự ở chỗ này. Từ bên thân của bọn hắn một ít đặc thù có thể nhìn xa, nhưng thứ này đều là hồn sư của bản thẻ tông. Lão sư, sư bá ta hẳn bây giờ như thế nào rồi? Đường Vũ Lân hỏi. Mục gia nói, tình huống coi như ổn định, nhưng cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Xuất thú là một gã tiếp cận xa cực hạn Đúng là cấp bậc ta hồn sư. Lớn như không phải là người sư bá này cả người tạm tự đấu khái, chứ sợ hắn liền treo ra đi rồi. Đi, ta mang mọi người đi xem. Đường Vũ Lân chuyển hướng thánh linh đấu là Nhã Lý A à gì? Ngày Nhã lị lúc này để cho bọn hắn xưng hồ như vậy Mà không phải kiểu lưỡi miệng hả Ừ nhã lệ nhà gật đầu mục xã nhìn nàng một cái nhìn xem sắc mặt của nhã lý trong lòng lúc này thầm thà một tiếng nhưng không nói gì dẫn đầu tại phía trước dẫn đường chấn hoa dưỡng thương này địa phương ở trong lòng núi bộ phận lặng lặng nằm ở trên giường đá chính hắn hai con người lúc này kìm tệ sắc mặt tái nhợt tại bộ mặt này tận ngoài tầng một màu xanh lá khí tức như ẩn nhiều hiến làm cả trong thạch thất đều có vẻ hơi ấm chấm Mục giã chậm giọng nói, đấu khải đã đến bốn chữa tầng thứ này, bản thân cũng đã có đủ tương đối trình độ linh tính. Thậm chí có thể nói rằng, hồn sư đại nhị cổ thần này, để cũng không đủ hiện tại tình huống của chấn hóa, chính là đấu khải của hắn giúp đỡ hắn phòng bế thân thể khu vực trọng yếu. Miên cương chặn lại ác linh xâm nhập, nhưng mà cái này ác linh mạnh mẽ quá đáng, ta đã thử nghiệm ra nhiều loại biện pháp, suýt nữa là bị chúng xâm nhập vào trong cơ thể, không đường không buông bỏ, xung hắn tứ tự đấu khải sư uy năng, hiện tại cũng chỉ có thể tối đa để cho hắn bảo trì được ra trạng thái này cần đối xứ trạng thái nhưng mà thời gian càng dài sẽ như thế nào ai cũng không nói được. Nha định đi đến chấn hòa bên xuống, chứng kiến chấn hòa ở trên mặt khí lưu màu xanh lục, ở trong ánh mắt của nàng cuối cùng cũng là thêm mấy phần thần thái. Từng vong hồn hoán từ dưới chân quán từ từ bay lên trên, đi đối với trên thân của nàng, thần thánh khí tương dần dần tăng cường. Ở trong thành thất khí tức này âm trầm ra lập tức tiêu tán rất nhiều, mà theo phu hồn phóng thích xa, thân thể của bản thân nàng sống nhờ cũng đã nhận được thoải mái, nguyên bản khô héo bộ dáng lần nữa khôi phục lại tuyệt sắc dung nhan, khiến cho đứng ở bên cạnh bục xá nhìn không khỏi ngẩn ngơ hồn hoàn quang mang trước điếu trên thân của nhã lệ lúc này tả mát ra như hỏa bảo thạch quang bao trùm tại người ở trên chấn hoa những thứ này nhu hỏa bạch quang vốn là như tờ như sói giống như chui vào trong chấn hỏa trong cơ thể sau đó khi hắn phía bên trên thân thể một cái vòng xoáy màu trắng đã bắt đầu xuất hiện nguyên bản ngoan cú tại trong cơ thể hắn khí lưu màu xanh lục này ở đằng kia vòng xoáy màu trắng dần dần hạ thấp xuống lập tức bị như tờ như lụa này hấp nhiếp đi xa ở trong luồng ánh sáng lặng yên biến mất tiếng gầm rú thê lương bắt đầu xuất hiện cái kia giống như thật là có một oán linh tại súng giận cao thét nhưng mà tại vòng xoáy màu trắng trước mặt tiếng gầm gừ của ít oán linh này nhiều trước càng ngày càng yếu bớt một đoàn tiếp sang một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ chấn họa trong cơ thể bị hấp nhiếp đi qua hơn nữa là bị vòng xoáy màu trắng trong bị cắt nát biến sắc sắc mặt của chấn hòa cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp mục giang kinh ngạc nhìn nhã lị vì chấn hòa trị liếu trong lòng công khỏa rất là khiếp xó từ trên thân của nhã lị lúc này khí tương chấn động rồi hắn liền có thể cảm giác được đây có thể là một vị siêu cấp đố la tầng thứ hồn sư hơn nữa nhã ly cũng không phải là thông thường siêu cấp đấu la mà là trị liệu hệ siêu cấp đấu la điều này có ý vị gì ít nhất tại trong ấn tượng của bạn hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại tầng thứ này trị liệu hệ hồn sư trị liệu hệ tưởng muốn đi tù luyện tới tới phong hào đấu la cũng không dễ dàng biết san nàn như thế nào chưa nói chi chính là siêu cấp đấu la Hướng chi trên thân của Thánh Linh đấu là nhã lị, hồn hoàn cấp bậc thế như trước là không hề kém. Khoảng chừng là hai cái hồn hoàn đều hiện ra là vì màu đỏ. Mặt khác hồn hoàn tức thì tất cả đều là màu đen. Cho dù mục xã chính mình, tại hồn hoàn trên tầng thứ này cũng có vẻ không bằng. Này vị trí tại sử lái các học viện, địa vị nhất định không thấp chứ. Khi mà cuối cùng một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục kia bị hấp nhiếp sau khi đi ra bên ngoài, ánh mắt của Nhã Lệ ngược lại trở lên ngừng trọng lên. Ngay tại lúc này, tầng một kiểm soát quang máng thưa trên thân nàng bóng lóng lánh. Đầu tiên là một đôi to lớn màu vàng cánh từ sau lưng của nàng giãn ra. Ngay sau đó, ảo giáp màu vàng bắt đầu lùi lên trên, nhanh chóng trải rộng ra toàn thân, đưa nàng toàn bộ người, toàn bộ cái lồng gấn vào trong một vòng vầng sáng màu vàng óng xuất hiện ra ở trên người của nàng ở đằng kia vầng sáng màu vàng óng bên trong tất cả đều là thành hình giá từng mảnh lông chim vàng hình dáng hoa văn tạo thành nó vừa xuất hiện cả căn phòng đá tất cả đều bị chiếu sợ ra đã thành màu vàng trước âm trầm lễ quét ra mà sạch đồng thời bên trong cả căn phòng này cũng đã tràn đầy thần thánh khí tức Liền lượng thánh ca vâng lên tiếng ca quanh quấn không nói sao được êm tai dễ nghe ở đây mỗi người đều có một loại tâm tính bị tẩy rửa cảm giác nhã ly ở trên đầu nhiều hơn một cái vương miến vương miệng trên đỉnh này có ba thiên sứ nhỏ tại phiên phiền khởi vũ nàng sơ tay lên trên một thanh ánh vàng rực rỡ này quyển trượng rơi vào trong lòng bàn tay khi tất cả người lập tức liền tăng lên trên tới một cái liền là mục xã cũng không cả muốn xuống ngược ra chỉ cấp đố